Tỷ phú Charlie Munger là người được coi là cánh tay phải của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, thể hiện quan điểm cực đoan về tiền điện tử nói chung và Bitcoin nói riêng. Tôi ước gì chúng chưa bao giờ được phát minh, từ ngưỡng mộ người Trung Quốc, tôi nghĩ họ đã đưa ra quyết định chính xác, đó là chỉ đơn giản là cấm tiệt tiền điện tử, Munger nói tại hội nghị Shon ở Sydney. Đây không phải là quan điểm mới đối với phó chủ tịch 97 tuổi của Berkshire Hathaway. Vào tháng 5, trong đại hội cổ đông thường niên của Berkshire, Mooker nói rằng sự ghép bỏ của ông đối với Bitcoin đã ngày một tăng lên trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tôi không hoan nghênh một loại tiền quá hữu ích đối với những kẻ bắt cóc và tống tiền, vân vân. Tôi cũng không thích việc giao hàng tỷ tỷ đô la của mình cho ai đó vừa phát minh ra một sản phẩm tài chính mới chỉ từ hư không tôi nghĩ nên nói một cách khiêm tốn rằng toàn bộ sự phát triển chết tiệt này là kinh tởm và đi ngược lại với lợi ích của nền văn minh loài người. Ông phát biểu, tất nhiên, những người ủng hộ Bitcoin sẽ không đồng tình với Mugger. Họ tin rằng tiền điện tử này là một kênh trú ẩn để chống lại lạm phát. Họ lập luận rằng Bitcoin là một hệ thống tài chính ngang hàng hợp lý, nhưng Mugger đã liên tục chỉ trích Bitcoin vì sự biến động cực mạnh của nó. Nó thực sự là một tài sản nhân tạo để thay thế cho vàng. Và do không bao giờ mua vàng, tôi cũng không bao giờ mua Bitcoin. Mugler nói tại cuộc họp cổ đông thường niên của Daily Journal vào tháng 2. Về phần Bitcoin, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới này đã bất ngờ có đợt điều chỉnh từ ngày 4 tháng 12 khi giá trị liên tục lao dốc. Theo số liệu của CoinMarket, Bitcoin được giao dịch ở mức 46.951 USD vào lúc 14 giờ 12 ngày 4 tháng 12 theo giờ Việt Nam rơi xuống mức thấp nhất trong vòng gần 2 tháng kể từ thời điểm đầu tháng 10. Trong khi đó, số liệu từ sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance C, cũng đã cho thấy đã có thời điểm Bitcoin tụt sâu xuống ngưỡng 42.620 USD vào 7 giờ sáng ngày 4 tháng 12. Chỉ tính trong vòng 24 giờ qua, Bitcoin đã giảm 17,71% về mặt giá trị. Vốn hóa thị trường của Bitcoin cũng bốc hơi gần 200 tỷ USD, từ 1,08 nghìn tỷ USD xuống dưới 885 tỷ USD. Đặc biệt, khoảng 2,4 tỷ USD đã bị thanh lý vào thứ Bảy, nhiều nhất kể từ ngày 7 tháng 9 theo dữ liệu của CoinGlass giống như các đợt điều chỉnh khác, vì giá Bitcoin cũng kéo theo đà giảm giá của nhiều đồng tiền mã hóa khác, khiến toàn bộ thị trường chìm trong sắc đỏ. Theo Coindex, đà lao dốc của Bitcoin được kích hoạt bởi những lo ngại trước sự xuất hiện của biến thể COVID-19 mang tên Omicron, vốn bị nghi ngờ là có thể né tránh các phản ứng miễn dịch của cơ thể con người hoặc khiến virus dễ lây lan hơn. Song song đó, những nhận định mang tính tiêu cực của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, FED, khi cố gắng giải quyết tình trạng lạm phát tăng cao cũng khiến thị trường tiền điện tử lao dốc